Vâng, thưa các bạn, không giống với các quá trình tạo ra các sản phẩm thông dụng khác, việc sản xuất ra một dòng xe không hề đơn giản. Lịch sử đã cho thấy quá nhiều thăng trầm biến cố của những nhãn hiệu xe hơi. Và một điều khá thú vị là chắc chắn không có ai dám nhận về mình cái hân hạnh là người đầu tiên đã sáng tạo ra chiếc ô tô. Vậy một chiếc xe hơi đã được tạo ra như thế nào? Xin mời các bạn hãy cùng Lê Hùng tìm hiểu qua các bước cơ bản như sau. Một, thiết kế. Tất cả đều bắt đầu với một tờ giấy trắng và một số bản phác thảo thô, sau đấy là một mô hình đất sét được tạo hình. Ý tưởng thiết kế một sản phẩm mới phù hợp với nhu cầu thị trường. Nhà sản xuất sẽ cố gắng dự đoán những gì công chúng muốn trong vòng 5 năm tới để khi mẫu xe ra đời không bị lỗi mốt. Các công ty ô tô thường thiết kế những chiếc xe phù hợp với thị hiếu của số đông. Với sự trợ giúp của máy tính, các nhà thiết kế sẽ vẽ những bản vẽ concept và dựng mô hình 3D giúp họ hình dung được hình dáng của chiếc xe trong tương lai. Dựa trên mô phỏng này, họ sẽ đắp các mô hình bằng đất sét. Các chuyên gia thiết kế sẽ điều chỉnh trực tiếp trên mô hình cho đến khi họ nghĩ rằng sản phẩm sẽ được công chúng chấp nhận. Các kỹ sư khí động học cũng tham gia vào khâu thiết kế để tính toán các tham số dòng khí và nghiên cứu tính khả thi, khả năng chống chịu va chạm. Và mô hình đất sét cuối cùng được chấp nhận và các nhà thiết kế sẽ chế tạo một bản nguyên mẫu theo tỷ lệ 1:1. 2. Nghiên cứu và thử nghiệm. Sau khi chế tạo các bản nguyên mẫu, hãng sản xuất sẽ bắt đầu thử nghiệm. Quá trình này có thể mất hàng năm trời tùy theo dòng sản phẩm. Và như các bạn đã biết thì có rất nhiều các dòng xe được dán chằng chịt các cái logo rồi bao bọc tỉ mỉ chạy thử qua hàng chục ngàn, thậm chí hàng vài trăm ngàn km chỉ để thử nghiệm. Và thông thường những chiếc xe sang sẽ được thử nghiệm lâu hơn so với những chiếc xe bình dân. Trong quá trình thử nghiệm, chiếc xe sẽ vẫn được ngụy trang bằng lớp dán băng dán bên ngoài. Một số chi tiết vẫn chưa giống với phiên bản sản xuất nhằm tránh rò rỉ thông tin với các đối thủ. Và đó có thể là lý do khiến các bạn nên cân nhắc khi mua xe. Nếu bạn có thật nhiều tiền, hãy chọn xe sang. Chắc chắn nó sẽ được trang bị nhiều tiện ích, tiện nghi, lái sướng hơn, an toàn hơn. Đương nhiên rồi, nó được thử nghiệm an toàn nhiều hơn cơ mà. 3. Sản xuất. Trong phần sản xuất, chúng ta sẽ phải chia ra khá nhiều khâu. Khâu đầu tiên chính là phụ tùng. Thông thường một chiếc xe ngày nay sẽ được hợp tác bởi hơn 4 nhà cung ứng bộ phận, bao gồm các nhà cung cấp, phụ tùng thuộc sở hữu của công ty và đối tác. Phụ tùng được chuyển về các nhà máy lắp ráp. Các bộ phận khung xe được phân tới một khu vực, những bộ phận bên ngoài được tập trung ở các điểm khác nhau. Khung xe là cơ sở để lắp ráp các bộ phận khác. Và trong nhiều video, Lê Hùng cũng đã có chia sẻ với các bạn rằng chúng ta hãy ví rằng khung xe nó như một cái nền móng chắc. Và đây có lẽ là một trong những cái bộ phận cũng rất quan trọng để cấu thành lên một chiếc xe. Khung xe sẽ được đặt trên một dây chuyền và kẹp cố định vào băng tải để tránh dịch chuyển sai vị trí. Thợ cơ khí sẽ lắp lần lượt những bộ phận bên trong lắp trước, phía ngoài thùng xe và hệ chuyển lực. Trục cơ cấu lái được lắp sau. Ngày nay, việc lắp ráp tại các nhà máy lớn được thực hiện bởi các cánh tay robot giúp đẩy nhanh tiến độ và độ chính xác rất cao. Sau khi động cơ và hệ thống chuyển lực được gắn lên xe, công việc còn lại sẽ do robot đảm nhiệm. Robot sẽ hàn khung miếng lót sàn, giúp công nhân lắp các hệ thống khác như hệ thống treo. Thân xe. Thân xe là phần phức tạp nhất, nó có vô số bộ phận cần được hàn hoặc tán vít với những thân xe bằng nhôm. Những công đoạn khó đòi hỏi sự tham gia của con người như lắp ráp các bảng điện tử vào táp lô, lắp đặt ghế. Người ta sẽ sử dụng các cánh tay robot để ghép các mối nối hàn chặt với nhau một cách chính xác mà con người không thể đạt được. Robot có thể nhặt các tấm mui nặng tới 90kg và đặt chúng chính xác vào vị trí. Các điểm chấm mỗi hàn với độ chính xác cao khoảng 0,0001 inch. Xin nhắc lại là 0,0001 inch. Và đó có lẽ chính là lý do khiến tại thị trường Việt Nam chúng ta luôn đánh giá cao những chiếc xe được nhập khẩu ở các nước phát triển, nơi những cái nhà máy lắp ráp rất hiện đại toàn sử dụng robot mà thôi. Sau khi lắp ráp hoàn thành, chiếc xe sẽ được treo lên giá cao để chuẩn bị quá trình sơn. Ngày nay, nhiều chi tiết trên thân xe sẽ được chế tạo từ các vật liệu như carbon tổng hợp, nên xưởng chế tạo thân xe cũng rất đa dạng. Và chúng ta cũng nên nhớ rằng những chiếc xe lên tới vài triệu đô thì có thể sử dụng các vật liệu thân xe từ titanium hay những vật liệu quý hiếm, kim loại quý hiếm, nên quy trình cũng rất là đặc biệt. Và vì số lượng cũng rất ít nên giá thành rất cao do việc sản xuất chỉ là đơn chiếc. Ở một số nhà máy công suất lớn, robot sẽ tự động phun sơn nhằm bảo đảm độ chính xác đến từng micromet. Các kỹ sư chỉ đảm bảo việc pha màu và điều khiển máy móc. Tuy nhiên, tại một số dây chuyền lắp ráp nhỏ, các thợ sơn sẽ trực tiếp cầm vòi để thực hiện công đoạn này. Trước khi vào sơn, chiếc xe sẽ phải trải qua quá trình kiểm tra nghiêm ngặt.
Vỏ xe được đưa qua căn phòng sơn trắng và ánh đèn. Các công nhân sẽ dùng vải ngâm dầu highlight lau sạch mọi vết bẩn. Dưới ánh đèn, loại dầu này cho phép mắt thường nhìn thấy bất kỳ khuyết tật nào trên tấm kim loại. Những khiếm khuyết sẽ được sửa chữa tại chỗ bởi những người thợ có tay nghề cao. Sau khi vỏ xe được kiểm tra và sửa chữa những khiếm khuyết, băng chuyền sẽ đưa chiếc xe qua trạm làm sạch. Tại đây, chiếc xe sẽ được tẩy mọi vết bẩn để đưa vào buồng sấy. Sau khi ra khỏi buồng sấy, chiếc xe sẽ được sơn tĩnh điện cả bên trong lẫn bên ngoài. Sau khi sấy khô, lớp sơn cuối cùng sẽ được phủ lên để tạo màu và độ bóng. Và sau khi sơn bóng, dây chuyền sẽ đưa chiếc xe qua lò hấp ở nhiệt độ khoảng 135 độ C và tiếp theo sau đó là xử lý thân thiện với môi trường. Kiểm soát chất lượng. Tất cả các thành phần trên xe được chế tạo bởi nhiều nhà sản xuất khác nhau, điều đó có nghĩa là hàng nghìn bộ phận phải được sản xuất, thử nghiệm, đóng gói và vận chuyển đến các nhà máy lắp ráp. Điều này yêu cầu một bộ phận kiểm soát chung cho tất cả các bộ phận nhằm đảm bảo chiếc xe có chất lượng đồng nhất. Sau khi qua quy trình sơn, công nhân sẽ tiến hành lắp ráp nội thất bao gồm các đồng hồ, dây điện, hệ thống ghế, đèn, bảng điều khiển, radio, loa, kính chắn gió, v.v. Robot sẽ dùng các cánh tay hút kính chắn gió khỏi hộp vận chuyển, dùng một lớp keo bôi xung quanh viền và đặt vào khung chắn gió trên thân xe. Sau quá trình này, phần vỏ sẽ được kiểm tra chống nước để bảo đảm chiếc xe vận hành tốt trong điều kiện mưa. Lắp khung gầm vào vỏ xe. Thân xe và khung sàn được ghép nối ở giai đoạn gần cuối của quy trình sản xuất. Một cánh tay robot sẽ giúp nâng thân vỏ lên trên bộ khung. Công nhân sẽ bắt vít chặt khung vào thân và tạo thành chiếc xe hoàn chỉnh. Các bộ phận phanh, bánh xe cũng sẽ được đưa vào đúng vị trí. Và cuối cùng, chiếc xe đưa ra khỏi dây chuyền lắp ráp đến trạm kiểm tra chất lượng. Đến giai đoạn này, chiếc xe đã hoàn thiện và có thể sử dụng. Xe sẽ được lái tới một trạm kiểm tra bên ngoài. Tại đây, các hệ thống đèn, còi, cảm biến, hệ thống cân bằng, hệ thống pin sạc sẽ được kiểm tra. Bất kỳ khuyết điểm nào được phát hiện đều được đưa về trung tâm sửa chữa, thường sẽ nằm ở cuối quy trình. Một nhóm chuyên gia sẽ kiểm tra xe và phân tích và sửa chữa tất cả các vấn đề. Khi chiếc xe vượt qua trạm kiểm tra cuối cùng, nó sẽ được gắn nhãn hiệu, bảng giá và được xếp vào kho chờ vận chuyển tới các đại lý. Vâng, quy trình để tạo ra một chiếc xe chỉ vẹn vẹn có từng đấy bước thôi nha các bạn. Các bạn nếu có hứng thì hoàn toàn có thể sản xuất ngay. Tất nhiên với dây chuyền sản xuất ô tô bằng đất. Còn với một thương hiệu ô tô muốn thành công, hẳn sẽ phải đầu tư rất nhiều tỷ đô la. Nhưng vẫn chưa đủ bởi ô tô là một sản phẩm có ảnh hưởng tới cộng đồng rất cao. Nó ảnh hưởng trực tiếp tới sự an toàn của con người khi di chuyển. Chính vì vậy, nhiều nhà đầu tư trên thế giới thường sẽ mua lại các công nghệ động cơ, công nghệ an toàn, vân 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 và sẽ tự thiết kế, sau đó sẽ đưa vào sản xuất và lắp ráp riêng cho mình. Và điển hình nhất là các nhà đầu tư tới từ Trung Quốc hay là Đài Loan, và các bạn có thể đã biết rất nhiều cái thương hiệu đấy rồi. Và họ liên doanh với các hãng xe nổi tiếng tới từ Đức, Nhật và sau đấy yêu cầu là chuyển giao dần công nghệ. Còn tại Việt Nam, Thaco đã rất thành công với mảng xe tải và xe buýt. Và trong tương lai với sự xuất hiện thêm của thương hiệu VinFast với quy mô đầu tư rất lớn, hy vọng chúng ta sẽ có một thương hiệu ô tô made by Việt Nam.